Vâng, xin kính chào các quý vị. Hôm nay tại shop Audio Thiên Hà số 5 ngõ 198 Thái Hà, chúng tôi lại tiếp tục khui thùng một cặp loa lớn. Đó là cặp loa Phantom đến từ hãng Grifon. Đây là cặp loa được nhiều sự kỳ vọng của chủ tịch hãng Framing Ramusel, và ngài đã tự nghiên cứu và thiết kế và đưa cặp loa này đến cho các quý vị. Với người chơi của thủ đô cũng như trong cả nước thì cũng vẫn biết hãng Grifon là một hãng rất nổi tiếng về cái độ dày, độ trầm ấm. Nhưng cái tiêu chí quý hơn của hãng này đó là những sản phẩm đến từ hãng Ultraen của đất nước Đan Mạch luôn đem lại những cảm xúc, vì mỗi một kiệt tác của hãng Grifon đưa lại cho mọi người có nhiều cái khía cạnh hơn nữa và cái cảm nhận hơn nữa về âm nhạc. Với tôi vừa bóc được những con ốc cuối cùng, và đây là một cặp sản phẩm rất là mới, nên khi đưa cặp sản phẩm này vào và bóc ra thì chúng tôi cũng có rất là nhiều cái ấn tượng. Đầu tiên khi các bạn nhìn thấy đây là một hai chiếc hộp được đóng hoàn toàn bằng gỗ và nó có trọng lượng lên tới 122 kg cho một hộp. Thì cặp loa này và cũng là một trong ba cặp loa đầu bảng của hãng, thì không biết vào cái cảm nhận về cái hình diện nó như thế nào. Và bây giờ thì tôi sẽ cùng các bạn bóc cặp thùng này. Để tính an toàn thì khi các bạn khui thùng thì các bạn sẽ phải nhớ là tháo toàn bộ các hệ thống ốc và vít ở phần trên ra trước, để khi mình lật lên thì mình cũng sẽ nhìn được xem bên trong nó có cái gì. Khi các bạn nhìn thấy đây thì đây các bạn đã thấy là cặp một chiếc loa này nó nằm hoàn toàn ở trong một cái bọc, và trên này thì nó có một cái mã thương hiệu là Grifon và bên trên đây là hãng Sư Tử Bay. Còn bây giờ thì tôi sẽ nhờ tiếp tục là phải tháo, và trước khi tháo thì chúng ta cũng sẽ quan sát xem nó có những yếu tố gì mà để đảm bảo cho cặp loa là luôn luôn trong tình trạng an toàn và tốt nhất. Vâng, đây là chắc là cặp chân loa. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ xin được rút xốp và đưa chiếc loa này ra phía ngoài. Bây giờ chính là giây phút hồi hộp nhất, khi tôi cùng các bạn sẽ ngắm xem cặp loa này nó hình thể và cái màu sắc nó như thế nào. Vâng, với cảm quan đầu tiên thì các bạn đã thấy một cái sự rất đặc biệt, đó là sự mạnh mẽ vững chãi của cặp loa Patrol này, cộng thêm mấy hình dáng trông nó rất là kiêu kỳ. Vì đây nó có thể được ví như là một cú hích về âm thanh khi đưa ra những tiêu chí về những chất lượng sản phẩm cũng như là những công nghệ tốt nhất của hãng Grifon để dành cho các audiophile. Nhìn cách điệu qua thì chúng ta thấy cặp Patrol này nó có chiều cao khoảng 1m4 và có một chiều sâu thì tôi thấy nó lại rất là sâu, nó lên ngoài 60 cm. Hy vọng đây là một trong những cặp loa sẽ tương đối là có được màu sắc âm thanh thật huyền ảo. Còn về phần vân gỗ thì đúng từ xưa đến nay tôi cũng chưa nhìn thấy có một cái vân gỗ nào nó lại lạ và đẹp như cái vân gỗ này, vì trông nó giống như là một bức họa hơn là một cái vân gỗ tự nhiên. Thì trong một chương trình sau thì tôi sẽ giới thiệu sâu hơn về dòng này. Còn về phần bên cạnh này thì tôi thấy nó lại có cái sự rất là khác biệt so với những dòng loa truyền thống đơn thuần. Với những cặp loa thì vẫn giữ tính cặp loa của truyền thống, nhưng mà không hiểu đây là một nút công tắc gì mà lại ấn thì lại có đèn sáng. Thì chắc là tôi cũng sẽ phải tìm hiểu và chia sẻ của các kỹ sư hãng hơn nữa để biết được cặp loa này. Đẹp quá các bạn ạ, nhìn đây đã thấy một cái sự sang trọng
Và đúng như là tên của cặp loa này chính là Pantheon, đó là đền thờ các vị thần. Quá tuyệt vời. Hy vọng cặp loa này sẽ đem lại cho chúng ta nhiều cảm xúc âm thanh hơn nữa. Hôm nay tại shop Audio Thiên Hà, chúng tôi xin dừng YouTube tại đây và hẹn các bạn vào YouTube tới để chúng ta có một buổi trải nghiệm thực tế của cặp loa Pantheon này.